Thì ba mẹ con mới về. Mấy cái đứa này á, hồi nãy ăn cơm sao không về, tự dưng bây giờ ập vô quá trời vậy? Dạ, tại con có chuyện muốn thưa với ba mẹ, với nội, với cả nhà mình nữa, cho nên con mới kêu Minh về gấp. Một tuần nữa là cưới á? Chả nhẽ con... Mày... Dạ không mẹ ơi, con không có. Tại mẹ của anh Tường đi coi ngài, rồi muốn tụi con tổ chức đám cưới sớm. Ủa, bên đó họ muốn sớm là bên đây mình phải đồng ý hả? Dạ mẹ ơi. Lần này á, mà đứng về phía mẹ con, làm sao cưới hỏi trong vòng một tuần được? Mà nếu mà nhà mình đồng ý thì bên kia người ta coi thường đấy, con có biết không? Đúng rồi. Hai đứa làm gì à? Nháy nhó gì à? Nè, trong trường hợp này ha, là hai đứa đó ý kiến là con số 0 nghe chưa? Tại Gấp Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư, phát lại lúc 11 giờ 45 thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel.